Đầu tiên các bạn dùng bột rau câu 25g đổ vào 2 lít nước. Các bạn xơ lên cho đều 20 phút cho đến khi rau câu trong lên là được. Sau khi rau câu tan thì chúng ta bỏ 300g đường vào. Quậy cho đường tan hết. Sau đó chúng ta bắt đầu bắt súng để đổ rau câu.